Rau răm tưởng chừng là một loại gia vị quen thuộc giúp mâm cơm gia đình trở nên phong phú và đậm đà. Thế nhưng với thành phần bên trong giàu vitamin, có tính kháng khuẩn cao, rau răm được nhiều người biết đến với công dụng làm đẹp, giúp lỗ chân lông to, se khít nhanh chóng. Nguyên liệu: một nắm rau răm, một thìa cà phê muối, máy xay sinh tố hoặc cối giã, dây lọc, bát và thìa. Cách thực hiện: rau răm nhặt sạch, loại bỏ lá úa vàng rồi rửa nhiều lần dưới vòi nước. Dùng máy xay sinh tố hoặc là cối giã nghiền nát nguyên liệu cộng với một thìa cà phê muối mịn. Tiếp đó bạn sử dụng khăn xô hoặc là dây lọc ép lấy phần nước cốt nguyên chất ra một chiếc bát nhỏ. Cách dùng: bước 1, tiến hành vệ sinh da rẻ sạch sẽ với nước ấm giúp lỗ chân lông nở ra, mặt khác giúp loại bỏ nhanh chóng chất bụi bẩn, bã nhờn hiệu quả rồi dùng khăn mềm khô tấm. Bước 2, dùng các đầu ngón tay thoa đều hỗn hợp lên da, kết hợp vài động tác massage chừng 5 phút, giúp các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào bên trong, đồng thời giúp mạch máu lưu thông dễ dàng. Bước 3, nghỉ ngơi thư giãn chừng 30 phút, khi hỗn hợp đã khô tự nhiên, bạn dùng nước ấm rửa mặt lại như thường. Bước 4, cuối cùng, dùng nước lạnh vỗ lên mặt trong khoảng 1 phút, giúp lỗ chân lông se khít, tức thì rồi thoa lên da một chút kem dưỡng ẩm để kết thúc quá trình làm đẹp. Bạn nên thực hiện công thức này 2 lần trên tuần giúp mọi người khắc phục tình trạng lỗ chân lông to, se khít và trả lại cho bạn làn da mịn vàng, trắng sáng, không tì vết. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem video. Hãy like và share cho bạn bè và người thân nếu thấy thích. Và chia sẻ với chúng mình biết cảm nhận của bạn bằng cách comment bên dưới nhé. Và để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mới nhất, bạn chỉ việc đăng ký kênh bằng nút đăng ký subscribe ở góc phải dưới video. Chúc bạn một ngày hạnh phúc. Goodbye.